bữa tiệc nướng đầy khó chịu vì khói than đã không còn nữa với than nướng sạch Samurai. Xuất xứ từ Nhật Bản cách đây 300 năm, còn gọi là than trắng Bichotan. Khi cháy không khói, không mùi, không có ngọn lửa, không phát sinh khí độc. Nhiệt tỏa ra rất cao và ổn định đạt 800 tới 1000 độ C, không tàn tro bay lên khi nướng. Bức xạ hồng ngoại tỏa ra từ than Samurai giúp thức ăn chín mềm từ trong ra ngoài, không bị cháy xém bề mặt và vẫn giữ được độ ẩm lý tưởng. Than Samurai được chia làm 3 loại với kích thước và chỉ tiêu chất lượng khác nhau. Thời gian cháy lâu từ 3 đến 5 giờ, sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Nhật Bản. Than nướng sạch Samurai, tinh hoa món nướng,